Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng. Người kia tìm được vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về, bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý, tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy người ta kéo lên bãi rồi ngồi đó mà lựa chọn. Cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy, các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không? Họ thưa rằng có. Người liền bảo họ: Bởi thế những thầy thông giáo am tường về nước trời cũng giống như chủ nhà kia hay lợi dụng những cái mới cũ trong kho mình. Đó là lời Chúa. Cách đây mười mấy hai mươi năm, cái phong trào đi đào vàng nó rộ lên ở khắp nơi. Nghe nói ở đâu có vàng là người ta đổ xô đến để đào bới, bất chấp những nguy hiểm về tính mạng, về bệnh tật. Rồi những chuyện hồi bé chúng ta hay đọc, cũng rất nhiều chuyện người ta viết về những cuộc thám hiểm đi tìm các kho tàng được chôn giấu từ xa xưa trong các hang núi hiểm trở. Như vậy thì của cải châu báu vẫn là cái gì nó lôi cuốn, nó thu hút người ta rất là mãnh liệt. Chúa Giêsu cũng thấy rõ điều đó, cho nên hôm nay Chúa Giêsu cũng ví nước trời như một kho báu, như một viên ngọc quý. Mà ai hiểu được giá trị của nó thì phải sẵn sàng hy sinh tất cả để tìm cho được. Chuyện một người tình cờ gặp một kho báu trong ruộng và chuyện một thương gia tìm thấy một viên ngọc quý, cả hai đều vui mừng trở về bán hết gia tài để mua thửa ruộng, để mua viên ngọc quý. Đó cũng chính là thái độ của người Kitô hữu chúng ta phải có trên đường đi tìm kiếm nước trời. Khi thấy được báu vật rồi thì không chút do dự, hai ông đã quyết định thật là dứt khoát, thật là mau lẹ, không còn cách nào khác, phải bán tất cả và bán trong vui mừng để gom góp đủ tiền chiếm cho được kho báu. Cả hai đều khám phá ra và nhận ra được giá trị lớn lao của báu vật. Giá trị của nó rất lớn, lớn hơn gia sản của các ông rất nhiều. Cho nên bây giờ những cái mà hai ông đang có đã trở thành nhỏ bé, trở thành lu mờ trước cái lớn lao, trước cái chói lọi của viên ngọc, của kho báu. Và hai ông sẵn sàng đánh đổi. Thái độ của hai người trên được coi là bình thường. Ở địa vị chúng ta cũng làm như vậy. Kho báu và viên ngọc là những thứ thấy được, có giá trị hiển nhiên và hết sức hấp dẫn. Chúng hứa hẹn một sự giàu sang mà ai cũng thèm thuồng, cho nên người ta dễ bán tất cả để mua được chúng. Đây không phải là quyết định dễ dàng. Cái giá phải trả cho sự chọn lựa này là tất cả những gì đã chắt chiu, đã gom góp trong suốt cuộc đời. Nhưng vì thấy được giá trị lớn lao của cái mà hai ông sắp có, cho nên các ông đã sẵn sàng bỏ đi tất cả những gì đã có trước đây. Từ bỏ, dứt khoát với quá khứ cũng là một đòi hỏi của người muốn theo Chúa. Những người đã thấy được giá trị của nước trời, muốn chiếm cho bằng được nước trời. Nhưng mà khi nói nước trời là kho báu bền vững,
Chúa Giêsu là viên ngọc quý đích thực, thì chúng ta lại thấy đó là cái gì nó mơ hồ, nó xa xôi, nó ít lôi cuốn. Thậm chí nhiều khi nghĩ là chưa chắc nó có thật hay không. Chính vì thế mà chúng ta thường ngần ngại khi phải từ bỏ, dè dặt nuối tiếc khi phải hy sinh cho Chúa. Vậy cái vấn đề là khả năng thấy nhờ lòng tin. Bản thân tôi có thấy Đức Giêsu là viên ngọc quý hay không? Và nước trời có phải là kho báu hay không? Chỉ ai thấy được những thực tại vô hình và ngây ngất trước giá trị của chúng thì người đó mới hồn nhiên và vui tươi đánh đổi tất cả vì kho báu của đời này là phù phiếm để đổi lấy kho báu bất diệt ở trên trời. Có khi tình cờ qua một biến cố, qua một người bạn, qua một cuốn sách, qua một đoạn lời Chúa, một kỳ tĩnh tâm, chúng ta chợt gặp được Đức Giêsu như viên ngọc ngời sáng hấp dẫn, mời gọi chúng ta bay lên khỏi cái tôi tầm thường. Chúng ta có dám bán cái nỗi đam mê ích kỷ của mình để mua lấy tình bạn với Ngài hay không? Nếu chúng ta còn ngần ngại khi phải bán đi tất cả thì chỉ vì chúng ta chưa thấy. Nhưng nếu chúng ta cứ can đảm bán đi thì ắt chúng ta sẽ thấy. Cái niềm vui chỉ đến với người dám bán tất cả. Lịch sử giáo hội chúng ta không thiếu những người đã khám phá ra giá trị lớn lao của nước trời, cho nên đã không ngần ngại từ bỏ tất cả phú quý danh vọng để theo Chúa. Và nhiều người còn đánh đổi cả mạng sống của mình nữa, như các thánh tử đạo, để chiếm cho bằng được nước trời. Thiên Chúa luôn là một kho tàng, Thiên Chúa luôn là muôn viên ngọc quý, không ngừng thu hút con người phải tìm kiếm. Nhưng mà đáng tiếc là nhiều khi chúng ta còn quyến luyến những gì mình đang có, chưa dám dứt bỏ để đánh đổi lấy nước trời. Vì thế mà chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta được gặp Chúa, và khi gặp được Chúa rồi thì dám liều tất cả vì Chúa, vì hạnh phúc vĩnh cửu.